Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là kết quả đưa ra trong kỳ họp Quốc hội sáng nay. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định thu hồi gần 6 hectare đất bàn giao cho Tổng cục Cảnh sát thực hiện dự án nhà an dưỡng. Chủ trương này đang tạo ra luồng sinh khí mới, niềm vui mới cho người dân xuyên mộc. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời điểm này, bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cũng đang khẩn trương chuẩn bị đón dòng khách đặc biệt vào Bà Rịa Vũng Tàu. Trong phần tin thế giới, Venezuela trục xuất trả đũa các nhà ngoại giao El Salvador. Trung Quốc, Australia cam kết cải thiện quan hệ song phương. Vai trò của Việt Nam và Nga trong giải quyết vấn đề an ninh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay ngày 4 tháng 11, Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8. Các đại biểu thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2019, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước. Nổi bật là tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 78%, cao hơn 8% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Nguyên nhân của những tình của tồn tại hạn chế nêu trên chủ yếu là do tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến tình hình trong nước, hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi xảo quyệt với nhiều phương thức mới, có nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội, đối phó với sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Hệ thống văn bản pháp luật trên lĩnh vực phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật chưa đầy đủ, còn nhiều khó khăn vướng mắc. Các nguồn lực cho công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ thực thi pháp luật còn hạn chế, thậm chí còn có sai phạm tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả của thi hành pháp luật. Báo cáo công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ, năm 2019 số vụ tham nhũng được khởi tố điều tra tăng 3,9% so với năm trước. Trong số này, vụ án do cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố tăng 54,5%. Tiến độ điều tra, truy tố tăng trên 4,1% chỉ tiêu Quốc hội, vượt 18,2% kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Về báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, số lượng các loại vụ việc mà tòa án phải thụ lý, giải quyết ở năm 2019 tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo các tòa án tập trung thực hiện tốt nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, nên đã hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản do Quốc hội giao. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, các tòa án đã thụ lý 625.979 vụ việc, đã giải quyết được 500.361 vụ việc, đạt tỷ lệ 80%. Vũ Nhôm, Vũ Trần Phương Bình, v.v. Sáng nay 4 tháng 11, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi tiếp ông Abhirat Sugandrapirom, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Lan đang có mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, trong đó có những dự án đầu tư với quy mô lớn như tập đoàn xi măng Siam Thái Lan đang đầu tư dự án hóa dầu Long Sơn với tổng trị giá lên tới 5,4 tỷ đô la Mỹ. Tiếp ông Abhirat Sugandrapirom, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao sự phát triển của Thái Lan về kinh tế, văn hóa, xã hội và có nhiều tăng trưởng trong khu vực ASEAN. Bí thư Tỉnh ủy luôn trân trọng và mong muốn gìn giữ mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán cũng như mối quan hệ với các doanh nghiệp của Thái Lan. Về phía Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Abhirat Sugandrapirom bày tỏ lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đón tiếp nồng hậu,
đồng thời cảm ơn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn hỗ trợ cho các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động tại Bà Rịa Vũng Tàu một cách hiệu quả. Ông Abirat Sugorn Habirom tin rằng Bà Rịa Vũng Tàu với chính sách năng động, thông thoáng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, đặc biệt là phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng lãnh sự Thái Lan khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ nỗ lực để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác về mọi mặt giữa hai nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cuộc họp nghe các Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo nội dung các tờ trình thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. Quy định mức chi cho công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tờ trình về quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp có các nội dung: quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh, mức giá dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và các phòng khám đa khoa khu vực. Trung tâm y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện được áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương. Các cơ sở khám chữa bệnh chưa được phân hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tư. Với tờ trình về quy định mức chi công, công tác xây dựng ngân hàng, cầu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Quy định nhiệm vụ của người thực hiện công tác xây dựng ngân hàng cầu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi, chọn và bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp địa phương và cấp quốc gia. Tại tờ trình, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua mức chi hỗ trợ 300.000 đồng một người một ngày cho những cán bộ làm phách bài thi trong thời gian bị cách ly. Sau khi nghe các sở trình bày nội dung tờ trình, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thống nhất với nội dung các tờ trình. Chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu là nơi tập trung các hoạt động của Liên hoan phim. Lần đầu tiên, Bà Rịa Vũng Tàu được chọn tổ chức Liên hoan phim Việt Nam, nên địa phương có trách nhiệm rất lớn trong công tác phối hợp nhằm tạo dấu ấn, sự khác biệt, sức hấp dẫn và quan trọng nhất là chất lượng đối với sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia. Thế nhưng, được chọn tổ chức Liên hoan phim cũng là cơ hội cho Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá về danh lam thắng cảnh, những điểm đến du lịch. Cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Liên hoan phim, hiện các đơn vị kinh doanh du lịch đang khẩn trương chuẩn bị đón dòng khách đặc biệt vào Bà Rịa Vũng Tàu nhân Liên hoan phim Việt Nam. Khách sạn Malibu ở thành phố Vũng Tàu nằm trong danh sách đăng ký tham gia đón đại biểu, các diễn viên, nghệ sĩ tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Là khách sạn 4 sao với 204 phòng nghỉ, Malibu còn có hệ thống nhà hàng sức chứa 400 khách, 8 phòng hội nghị sức chứa 450 khách. Từ đầu tháng 11, Malibu đã tiến hành trang trí cả trong lẫn ngoài khuôn viên khách sạn và sẵn sàng các điều kiện đón khách. Kỳ này Malibu được đón tiếp đoàn Liên hoan phim Việt Nam và chắc chắn chúng tôi cũng có những công tác chuẩn bị tốt hơn và đây cũng là cái dịp để mà khách trong và ngoài nước có dịp để sử dụng dịch vụ đẳng cấp tại Malibu. Và cũng góp phần để tạo một cái dịch vụ đẳng cấp cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến thời điểm này, khách sạn Dista Cap San Giác Vũng Tàu đã nhận được 50 đơn đặt phòng với 100 khách đến từ ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam. Đạt chuẩn 4 sao, Dista có 220 phòng nghỉ cùng với nhiều dịch vụ, nhà hàng, quầy bar, phòng hội nghị có thể phục vụ 500 khách. Hưởng ứng sự kiện Liên hoan phim tại Vũng Tàu, khách sạn Dista giảm 50% đơn giá tất cả các loại phòng cho khách là đại biểu, diễn viên, nghệ sĩ tham dự Liên hoan phim. Vũng Tàu đợt này được vinh dự là được chọn là cái điểm đến để tổ chức liên hoan. Thì đây cũng là một cái cơ hội rất lớn cho thành phố Vũng Tàu nói chung và ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất là vinh dự được nhận được cái cơ hội để phục vụ cho các đoàn làm phim cũng như là khách mời về lưu trú tại cái cơ sở của những cái khách sạn của Đích TNT. Và chúng tôi coi đây là một cái cơ hội ngàn vàng để chúng tôi quảng bá cái hình ảnh của du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khách sạn 5 sao Pullman được ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 chọn tổ chức hai sự kiện quan trọng: lễ khai mạc và lễ bế mạc liên hoan. Việc trang trí, nâng cấp cơ sở vật chất,
thiết bị phục vụ liên hoan phim được Pullman thực hiện khẩn trương chú đáo. Pullman cũng chuẩn bị hệ thống các phòng họp, hội trường quy mô, hệ thống phòng nghỉ có không gian yên tĩnh, tiện nghi để các bộ phận của ban tổ chức liên hoan, đại biểu, khách mời làm việc và nghỉ ngơi. Pullman cũng tạo ra là vinh dự được lựa chọn và chúng tôi sẽ chuẩn bị, đã và đang chuẩn bị và phối hợp ban tổ chức làm những công việc tốt nhất. Ngoài quảng bá cho khách sạn thì chúng tôi quảng bá Bà Rịa Vũng Tàu là điểm du lịch an toàn, chất lượng cao đến toàn du khách trong toàn quốc như khách quốc tế nhân sự kiện này. Liên hoan phim Việt Nam dự kiến có khoảng 1.500 đại biểu khách mời chính thức đến Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là chưa kể số khách tháp tùng, khách đến liên hoan vì tinh thần hưởng ứng, sức lan tỏa của sự kiện dự kiến lên đến hàng chục ngàn người. Hiện đã có 15 khách sạn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từ 3 sao trở lên đăng ký đón khách của Liên hoan phim Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi trong thời gian liên hoan diễn ra. Sở Du lịch cũng đã có các cái văn bản và có các cái kế hoạch cụ thể để triển khai đến các cái cơ sở, đặc biệt là các cái cơ sở lưu trú cũng như là các cái khu điểm du lịch để phục vụ cho liên hoan phim. Thì trong đó thì gồm các cái nội dung như là đảm bảo được cái công tác an ninh trật tự, rồi đảm bảo được giá cả ổn định để đón đoàn. Ngoài ra thì Sở Du lịch cũng đã làm việc với lại các cái doanh nghiệp lớn mà nó cũng trên địa bàn của thành phố Vũng Tàu để có cái chính sách là ưu đãi để giảm giá ở trong các cái khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao để hỗ trợ cho các cái đoàn liên hoan phim trên toàn quốc về tham dự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Liên hoan phim lần thứ 21 là một trong những cơ hội vàng để Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá về ưu thế du lịch, về danh lam thắng cảnh, về năng lực, điều kiện hạ tầng cơ sở và không gian lý tưởng tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế, nhất là với sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao. Vì vậy, các cấp ngành chức năng của tỉnh và bản thân các doanh nghiệp du lịch đang rất tích cực chuẩn bị cho sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, không chỉ ở góc độ đảm bảo nơi ăn nghỉ tham quan mà còn về an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm. Đề án xây dựng mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai thực hiện đề án này từ năm 2016 và đến nay trên địa bàn tỉnh có 2 chợ nông sản thực phẩm an toàn trong khuôn viên chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa và chợ Sạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Chợ nông sản thực phẩm an toàn góp phần nâng cao nhận thức cho các tiểu thương trong việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời giúp cho các ngành chức năng thuận tiện trong kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Thực hiện đề án xây dựng chợ an toàn thực phẩm, từ cuối năm 2016, chợ Bà Rịa đã xây dựng được 187 ô sạp theo quy chuẩn. Mỗi quầy sạp có diện tích 4m², phía trước có bảng niêm yết giá được cập nhật trong ngày. Trên mỗi quầy sạp có hệ thống cấp thoát nước vệ sinh cho tiểu thương và người tiêu dùng sử dụng. Hàng hóa bày bán đều có chứng nhận an toàn thực phẩm. Đưa vào sử dụng, không gian mua sắm tại các quầy sạp xây dựng theo quy chuẩn luôn sạch sẽ và được người tiêu dùng tin tưởng. Thuận lợi, sạch sẽ, vừa khách cái nhu cầu khách tới người ta thấy sạch, người ta mua, với hơn nữa là heo đạt tiêu chuẩn. Với khi mà heo đem vô đây là đã có thú y kiểm dịch đầy đủ nên là an toàn thực phẩm. Đó là khi được từ lúc được chợ nâng cấp lên tới giờ là không có được không có bị sình lầy như mọi lần nữa. Khi mà chính sách của nhà nước cho mà sửa đổi cái mô hình mới này đó thì tụi tôi cảm thấy là kinh doanh nó tốt hơn. Đứng bán đồ nó cũng thoải mái. Nhìn vô thì nó cũng có mỹ quan, rồi người mua người bán nó cũng vui vẻ dễ tiếp thu được. Đó thì thấy cái kinh tế nó phát triển hơn, cái thu nhập mình cũng khá hơn. Chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khuôn viên chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu hoạt động từ cuối năm 2017. Kinh phí xây dựng quầy sạp đạt chuẩn khoảng 1 tỷ đồng trích từ ngân sách tỉnh. 88 quầy sạp được xây mới, phía trước đều treo bảng hiệu thực phẩm an toàn do Sở Công Thương chứng nhận. Đây cũng là đặc điểm giúp người tiêu dùng nhận biết nơi bán thực phẩm sạch. Đa số là các tiểu thương kinh doanh tại chợ thì nhận thức cao về cái vấn đề thực phẩm, coi như là hạn chế sử dụng các chất cấm, các chất phụ gia trong bảo quản thực phẩm. Thì qua 2 năm thì triển khai thì qua các đợt kiểm tra của ban lý chợ và
của các đoàn liên ngành tỉnh và thành phố thì nói chung là thực phẩm kinh doanh tại chợ vừa là tương đối được đảm bảo. Việc đầu tư xây dựng chợ đảm bảo an toàn thực phẩm chính là một điểm sáng trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mô hình chợ này giúp công tác quản lý an toàn thực phẩm tại chợ tốt hơn, góp phần nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh lẫn người tiêu dùng về thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, môi trường. Sau khi thực hiện có hiệu quả mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu 100% các chợ được phê duyệt đầu tư xây dựng chợ nông sản thực phẩm an toàn phải áp dụng các tiêu chí của mô hình. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 82 chợ, hàng hóa cung cấp cho phần lớn người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vẫn là từ các chợ truyền thống. Trong khi việc kiểm soát cũng như ý thức của người bán và người mua về an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, nên xây dựng các chợ theo mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết để hướng tới xây dựng văn minh thương mại. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã trở nên phổ biến đối với các trường học tại Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm học 2017-2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đầu tư thí điểm màn hình cảm ứng cho 100% các lớp học tại 3 trường: Trung học Phổ thông Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, Trung học Phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa, Trung học Phổ thông Trần Văn Quang, huyện Hợp Điền. Đến năm học 2018-2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục đầu tư màn hình cảm ứng cho 8 trường trung học phổ thông ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Các trường được trang bị màn hình cảm ứng đều sử dụng hiệu quả thiết bị này. Những tiết học có sử dụng màn hình cảm ứng đang mang lại cho cả giáo viên và học sinh những tiết học hào hứng, chất lượng. Việc sử dụng màn hình cảm ứng vào trong các tiết dạy đã thành nếp hơn 2 năm nay tại trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quang, huyện Đông Điền và trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu. Hầu hết giáo viên đều sử dụng màn hình cảm ứng trong một số tiết dạy của mình. Với cái màn hình cảm ứng thì nó rất là tiện cho việc là mình khởi động sử dụng máy tính. Thứ hai nữa là nhà trường và sở có trang bị cho kết nối Internet ấy, thì nó sẽ bớt cho rất là nhiều thời gian giáo viên phải chuẩn bị hình ảnh các thứ ở nhà. Thiết bị này đã hỗ trợ giáo viên rất là nhiều trong công tác giảng dạy. Ví dụ như là giáo viên có thể sử dụng nó để tăng thêm cái kênh hình, rồi là có thể tương tác trực tiếp với học sinh. Và có cái việc đó thì làm cho cái bài học nó dễ dàng hơn, nó sinh động hơn và các em cũng có hứng thú hơn với lại giờ học. Học với màn hình cảm ứng, học sinh đóng vai trò trung tâm theo đúng nghĩa. Giáo viên chỉ là người trợ giúp và hướng dẫn. Mỗi bài giảng thực hiện trên màn hình cảm ứng đem đến cho học sinh những kiến thức sinh động, trực quan, dễ hiểu, nhớ lâu, tạo ấn tượng mạnh, làm cho học sinh thấy hào hứng hơn khi tham gia học tập. Qua cái màn hình cảm ứng đó thì em thấy nó cũng là rất là thiết thực và nhận được nhiều thông tin hay, hay là được những hình ảnh đồ nó sinh động hơn khi học bản, nên dễ hiểu bài với hình dung được trong cuộc sống hơn. Thì khi mà được học với màn hình cảm ứng thì em thấy là cái tiết học nó sôi động hơn, bởi vì mình được sử dụng màn hình cảm ứng thì cô sẽ trình chiếu những hình ảnh hoặc là những cái video mà liên quan đến bài học, thì tụi em sẽ thu hút bởi những cái hình ảnh và video đó. Trong những môn học xã hội hoặc là các môn tự nhiên thì các thầy cô thường ứng dụng các màn hình cảm ứng vào để cho bài học thêm sinh động, giúp tụi em có cái nhìn trực quan hơn. Việc sử dụng màn hình cảm ứng trong các bài giảng sao cho hiệu quả nhất vẫn đang được lãnh đạo và giáo viên của các trường bàn thảo và rút kinh nghiệm. Để tránh sự lãng phí có thể xảy ra trong việc sử dụng màn hình cảm ứng, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo ban giám hiệu các trường được trang bị màn hình cảm ứng cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt các bài giảng sử dụng màn hình cảm ứng, tránh trường hợp dạy chay trong các tiết có sử dụng màn hình cảm ứng. Thưa quý vị, thời điểm năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giao gần 6 hectare đất tại khu vực biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cho Tổng cục Cảnh sát thực hiện dự án nhà an dưỡng. Rất nhiều người dân địa phương không đồng tình với dự án này vì đây là khu vực neo đậu tàu thuyền, mua bán hải sản mà cư dân đã gắn bó từ bao đời. Đây cũng là bãi biển công cộng ít ỏi còn lại trong hơn 32 km bờ biển của huyện Xuyên Mộc. Vì vậy, khiếu nại khiếu kiện từ người dân liên quan đến triển khai dự án đã kéo dài. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2695/2019 thu hồi hơn gần 6 hectare đất bàn giao cho Tổng cục Cảnh sát thực hiện dự án nhà an dưỡng và giao lại cho Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc quản lý,
và lên phương án sử dụng được chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện rất phấn khởi đồng tình. Chủ trương này đang tạo ra luồng sinh khí mới, niềm vui mới cho người dân huyện Xuyên Mộc. Đây là khu vực gần 6 hecta mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giao cho Tổng cục Cảnh sát thực hiện dự án nhà an dưỡng vào thời điểm 2017 ở vùng biển Hồ Tràm. Sau khi có chủ trương giao đất làm dự án, người dân trong khu vực khiếu nại lên huyện rồi lên tỉnh, mong muốn được giữ lại khu vực này để có nơi neo đậu tàu thuyền. Vì theo địa hình, dọc bờ biển Hồ Tràm chỉ có khu vực này mới thuận lợi cho tàu thuyền đánh bắt hải sản trong ngày với công suất nhỏ neo đậu. Đây cũng là bãi biển công cộng ít ỏi còn lại trong gần 32 km bờ biển của huyện Xuyên Mộc chưa giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án du lịch. Các ngành chức năng của tỉnh, huyện đã đối thoại nhiều lần với người dân và thông báo chủ trương di dời nhưng không được người dân đồng thuận. Tình hình mua bán hải sản, neo đậu tàu thuyền trong khu vực này vì thế cũng tạm bợ, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự. Công việc làm ăn từ xưa nay rất là suôn sẻ. Thì cách đây khoảng 3 năm, 4 năm trở về đây thì nhiều nhà nước cũng đã là có cái dự án, nhiều dự án đã là mở ra rồi bắt đầu nhà nước mình đó, mới giao lại đất cho dự án thì chúng tôi rất hoang mang lắm. Mặt biển Hồ Tràm là giao hết cho các doanh nghiệp. Mà người dân địa phương thì lại không có được một chỗ để mà dẫm chân lên. Thực tế thì đất mặt biển thì là của chung. Đó. Nhưng mà khi mà giao cho các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp vô quản lý thì dân lấy đâu mà lấy chỗ đâu mà ra biển nữa. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định số 2695 thu hồi gần 6 hectare đất tại vùng biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không còn nhu cầu sử dụng và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc quản lý sử dụng theo luật đất đai. Quyết định đã nhận được sự đồng tình rất lớn từ phía chính quyền và nhân dân xã Phước Thuận nói riêng cũng như huyện Xuyên Mộc nói chung. Cái ao ước, cái nguyện vọng là mong muốn là từ trước đến nay là giao cái khu đất này lại để có thể giao cho địa phương quản lý để lo cho cái việc sắp lại cái bên bãi ổn định cho ngư dân ở đây và cũng như nhân dân ấp Hồ Tràm thì nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ và nhất trí cao và rất là vui mừng. Mong chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân huyện cũng như là xã và ban ngành của ấp thì là tạo điều kiện làm sao sắp xếp lại trật tự và quy hoạch lại cho đúng nơi đúng chỗ và ổn định lâu dài và xin hứa là sẽ chấp hành đúng cái quy định kỷ cương đã đề ở trên đề ra. Sau khi nhận được quyết định số 2695/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, chính quyền xã Phước Thuận tổ chức họp dân công bố chủ trương của tỉnh và huyện liên quan đến diện tích khu vực biển Hồ Tràm, đồng thời niêm yết nội dung này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và ấp Văn Quá Hồ Tràm để người dân nắm rõ. Đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn kịp thời của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh và đã tạo điều kiện cho người dân địa phương có một cái khu vực để là sử dụng vào mục đích công cộng. Với gần 6 hectare đất dự án nhà an dưỡng của Tổng cục Cảnh sát, cộng thêm 4,46 hectare khu đất dự án Sài Gòn Tham cũng đã thu hồi và phần diện tích 0,14 hectare liền kề trước đây Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trả lại, thì tổng diện tích khu vực này gần 10,6 hectare. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đã xây dựng phương án tổng thể sử dụng khu đất với các mục đích xây dựng khu neo đậu tàu thuyền nhỏ cho ngư dân đánh bắt hải sản trong ngày, bố trí bãi tắm, nhà tắm công cộng để tạo môi trường du lịch văn minh cùng các hạng mục công viên, bãi đậu xe, chợ đêm, khu ăn uống, chế biến món ăn hải sản tại chỗ. Đây cũng là cách để Xuyên Mộc tạo thêm sản phẩm du lịch và tránh tình trạng người dân lấn chiếm bờ biển gây mất mỹ quan, gây ô nhiễm như hiện nay. Huyện sẽ có xin cái chủ trương để quy hoạch tổng thể lại khu vực này để đáp ứng những cái điều kiện, ví dụ như là chúng tôi sẽ có những cái bãi, sẽ quy hoạch cái bãi đậu xe công cộng, bãi tắm công cộng, cũng như là những cái khu chợ đêm, cũng như là một cái không gian cảnh quan, ví dụ như là công viên, một cái quảng trường để mà có những cái dịch, những cái hoạt động sinh hoạt công cộng phục vụ cho địa phương. Thì tinh thần là đảng bộ huyện cũng như là cử tri, rồi là lão thành cách mạng, đặc biệt là những người ngư dân, những người cư dân, ngư dân và cư dân sống lâu đời ở trên vùng đất, ở chỗ Hồ Tràm Xuyên Mộc này, người ta rất là phấn khởi với cái quyết định này.
Huyện Xuyên Mộc có gần 32 km bờ biển trải dài từ Lộc An, xã Phước Thuận đến giáp ranh huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Phần lớn diện tích ven biển đã được giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án du lịch. Do vậy, việc giữ lại diện tích hơn 10 hecta để thực hiện các công trình dân sinh công cộng là một chủ trương đúng đắn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị cập nhật những diễn biến nổi bật của thế giới 24 giờ qua. Thông tin thời sự quốc tế tối nay mở đầu với vụ việc Venezuela trục xuất trả đũa các nhà ngoại giao El Salvador. Thưa quý vị, quan hệ giữa hai quốc gia Mỹ Latin El Salvador và Venezuela bất ngờ căng thẳng sau khi El Salvador quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Caracas. Đáp lại, chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro cũng quyết định tương tự với phái đoàn ngoại giao El Salvador. Tuyên bố trên Twitter khuya 3 tháng 11, Tổng thống mới của El Salvador là Nayib Bukele đã yêu cầu phái bộ ngoại giao của chính quyền ông Nicolas Maduro phải rời nước này trong vòng 48 giờ tới. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố nêu rõ mỗi nhà ngoại giao trong phái đoàn El Salvador tại Caracas đều là những nhân vật không được hoan nghênh và họ có 48 giờ để rời khỏi Venezuela. Kể từ khi lên nắm quyền tại El Salvador vào ngày 1 tháng 6 năm nay, Tổng thống Bukele đã không công nhận chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro tại Venezuela. Trong chiến dịch tranh cử trước đó, chính khách kim doanh nhân 38 tuổi này cũng từng tuyên bố sẽ giữ khoảng cách với Caracas và thắt chặt quan hệ với Mỹ. Trong một phát biểu về nhà lãnh đạo mới của El Salvador, Tổng thống Venezuela Maduro đánh giá ông Bukele sẽ được lịch sử nhớ đến như một kẻ phản bội và con rối của Mỹ. Chuyển sang những thông tin bên lề hội nghị ASEAN đang diễn ra tại Bangkok. Thưa quý vị, Trung Quốc và Australia cần có bước đi chung nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, giải quyết hợp lý những bất đồng và đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo bình thường. Đây là khẳng định của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra hôm qua tại cuộc hội kiến với người đồng cấp Australia Scott Morrison bên lề các hội nghị ASEAN tại Bangkok, Thái Lan. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng mối quan hệ vững chắc và ổn định giữa Trung Quốc và Australia không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hai nước mà còn đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới. Hai nước cần tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc trực tiếp, coi sự phát triển của hai bên là cơ hội tiến hành các cuộc trao đổi và hợp tác mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và đối xử công bằng. Về phần mình, Thủ tướng Australia khẳng định Canberra coi trọng việc hợp tác với Bắc Kinh và cam kết thúc đẩy quan hệ song phương. Hiện quan hệ hai nước đã có những kết quả tích cực trong các lĩnh vực như thương mại, bảo vệ môi trường, trao đổi phi chính phủ và sinh viên quốc tế. Việt Nam và Nga đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là nhận định được giới chuyên gia, học giả Nga đưa ra nhân hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Thái Lan. Theo chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế Grigory Chofimchuker, đối thoại Nga-ASEAN đã liên tục phát triển từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước cho đến nay. Trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành khu vực trung tâm của thế giới, ASEAN cũng trở thành một tổ chức quan trọng không chỉ đối với Nga mà cả an ninh, ổn định và phát triển của khu vực. Nga có cách tiếp cận mang tính chiến lược đối với công việc của các nước ASEAN và tham gia tích cực vào các hội nghị do ASEAN tổ chức. Nga có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới và các nước chủ chốt ở châu Á đều có quan hệ mang tầm chiến lược với Nga. Do đó, cơ chế đối thoại Nga-ASEAN có thể giúp đưa ra một quyết định mang tính đồng thuận. Đề cập tình hình ở Biển Đông, chuyên gia Chofim Chakker nêu rõ, quan điểm của Nga là giải quyết mâu thuẫn dựa trên các văn bản pháp lý đã được thông qua cho đến thời điểm này, trước hết là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bên cạnh đó, ông Chofim Chakker cho rằng Việt Nam đã thể hiện cách tiếp cận mang tính chiến lược và có quy mô đối với các vấn đề an ninh khu vực, giữ vai trò là động lực phát triển của ASEAN. Việt Nam có uy tín cao trên các diễn đàn quốc tế, hơn một lần được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Rất nhiều nước trên thế giới đặt niềm tin vào vai trò của Việt Nam đối với vấn đề an ninh khu vực, bởi Việt Nam luôn xuất phát từ nguyên tắc giải quyết hòa bình, không để xung đột quân sự xảy ra. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 4 tháng 11,
Chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 đến 13,5 độ vĩ Bắc, 115 đến 116 độ kinh Đông và đang hoạt động mạnh dần lên. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 6 và cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 4 tháng 11. Cũng chịu tác động của bộ phận không khí lạnh tăng cường nên có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên lượng mưa giảm so với những ngày qua. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trong những ngày tới, mưa có thể tăng lên khi vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Người dân cần chú ý đề phòng. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 88%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, người dân cần chú ý đề phòng. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 86%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông vẫn có thể xảy ra các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con ngư dân cần lưu ý, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 11, 2019, mực nước cao nhất 360cm xuất hiện lúc 21 giờ, thấp nhất 135cm xuất hiện lúc 12 giờ 15 phút. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được tạm dừng. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.